Ồ, gõ 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 làm cho án cắt sắt chạy sắt khỏe rồi sắt hai đồ lớn thần cá sấu đẩy cái lầm choáng có đồng hồ cái đại trời ơi cái đại văn tiện xong binh vị trí đâu để coi có cái binh vị trí đại văn tiện à có là tôi sẽ bắn đại văn tiện ngay chỗ này mà thường là Linh sẽ thấy là người ta binh đang tới không được à không trúng. Ui à. Ui ơi. Ok anh em ơi, mình đến với một ván đấu của The Side với cái kèo Renekton đánh cùng với lại Jack. Cũng là một cái kèo mà trước đó thì chúng ta đang thấy là Bin cầm con rác khá là cháy. Nhưng kèo thi đấu này thì mình đang thấy là sẽ đối đầu với lại Invisible đúng không? Dấu hát. Cấp độ 1 thì thật ra bây giờ có một cái cách khởi đầu của con rể tinh luôn nha. Khi mà đánh với lại con rác á là có thể là người ta lấy cái điểm kháng phép. Nè cái chỗ này kháng phép nè. Chứ không lấy giáp. Một cái kháng phép xong tốc độ đánh xong rồi sát thương. Tại vì con rác nó sẽ nâng e lúc đầu. Đó. Và cá sấu thì nó có thể khởi đầu bằng một tình huống cắt và sắt để mình né cái pha tấn công lúc đầu của con sắt á thì tùy vô cái lối chơi của mỗi người ha anh này thì đờ sai nhấp nhả nâng vũ điệu cá sấu bị làm choáng lỗ máu kèo này thì sắt nó mạnh hơn cá sấu lúc đầu anh em ơi nhưng mà đờ sai đang bán máu để quy lính à. Giữ dịp cũng khá là ok tích nộ tốt để coi cái pha quy lính này của đờ sai là quy vào cá nhân thôi quy trúng một con lính farm chứ không ham quy nhiều nhấp một dịp quy cấu rỉa máu nhưng mà không ăn thua vẫn lên hai trước vẫn nâng quy nhảy đờ sai kịp thời lên hai ác pha hít kinh nghiệm vừa rồi của đờ sai hay nha đánh tay quy trúng lính hồi phục máu thắng rồi rất ngon con mao cai farm 6-7 hướng lên trên chắc và sắc lao vào ok chỗ đờ sai chay cả đánh như vậy mà anh em kêu xa tị thì tôi chịu xử lý kèo ác thật sự đờ sai thật ra cái bệ tướng của đờ sai là rất nhiều luôn á chuyên đánh kèo 1-1 luôn á chỉ có điều là đờ sai đánh 1v2 thì nó hơi lỏ thôi chứ mà 1-1 đờ sai đánh kinh lắm 1-1-2 là đánh với lại rừng đối phương đó anh em nhiều khi là dễ bị găng là bởi vì hay fail mấy cái pha mà xử lý rừng á mà 1-1 nhìn căng đó chứ quay lính vô mau cài farm 3-7 chạy lên top nhưng mà quay này đai hơi khó rắc cấp 3 rồi đai rất khó đang rỉa rỉa thôi đang rỉa rỉa chứ đai không được khó cái sự khác biệt giữa con rắc này với lại con rắc của Bin là gì anh em con rắc của Bin là cái quay ba Bin chay rất ác Bin có thể là để cho cá sấu nó đẩy trước quay ba luôn nhưng mà Bin chay luôn chay khiến cho con cá sấu này thấp bóng luôn sau đó Bin Bin sẽ biến về tại vì Bin lúc đó là đang xử lý kèo 1v2 Bin không có rừng lên gank không có rừng cover nên Bin biến về để hồi phục cái lượng máu và sau đó là quay 4 quay 5 quay 6 và quay 7 là cái quay mà Bin sẽ xác định là sẽ die ở trên top ngược trở lại á Còn pha này thì Jack có rừng cover ở sau ha. Rỉa máu ác. Rỉa trúng rìa thôi ha. Không để cho Jack chạm vào người. Bay sinh rất tốt. Bị làm choáng cắt vào tấn công. Có đúp. Đang nhấp một dịp farm lính. Ui. Để sai tính là đối phương farm lính sẽ đúp làm choáng lợi máu. Canh tầm quy khá tốt rỉa máu ác nè bắt đầu tích nộ gây sức ép rồi nè Sejuni chắc bây giờ không có mặt ở cánh trên đâu nếu mà có mặt thì cái pha trước là đã ra rồi Đời Sai đang ráng ép con xe ha cắt vào sát khá là mượt câu được cái e rắc hình như hụt xe rồi
Đối phương biến về rồi sai đẩy lính vào trụ. Xử lý ác nha. Mao cai phạm chiêu chiêu làm chán quy giật ra. Lời máu. Sejuni thì 30 giây nữa có thể lên ha. Tại lúc đó là bây giờ là đang farm cánh dưới. Maokai sợ là bị cướp chim à. Nhưng mà Linh nghĩ là Sejuni sẽ farm cóc sói với lại chuẩn bị vòng lên cánh trên mà đá với lại bãi chim đang chuẩn bị hồi á. Bị làm choáng lời máu gây sức ép nè. Đó là khó chịu không cho đối phương về. Trong cái thế này á, Jack đang bị phân vân giữa cái việc mà về nhà hay là ở lại á. Nên chỉ số lính thì chắc là lúc này The Side đang chinh. Đang chinh bao nhiêu? Ồ, chinh có 5 hả? Chinh có 5 thì Linh nghĩ hồi nãy tưởng là phải chinh cỡ chừng 10, 12. Chinh chỉ có 5 thôi. Thường thì mọi người sẽ bị rướng ở pha này nè. Ví dụ mọi người thấy đối phương dịch chuyển á, mọi người có cấp độ xấu á, mọi người sẽ bị rướng là ok bây giờ tôi sẽ trade thêm một pha nữa để tôi lấy máu, sau đó tôi về nhà tôi dịch chuyển ngược trở lại. Ha. Mọi người sẽ bị rướng pha đó, nhưng mà nếu mọi người bị rướng pha đó thì cái nguy cơ bị mất chiêu cuối là cực cao. Con sắt nó có khả năng ổn định tới chết. Nên pha đó nếu mà mọi người mà ráng rướng rướng vô để lấy máu nó nhằm lấy lợi thế cho pha dịch chuyển sau á, thì nhiều khi là mình lỗ hơn á. Lợi bất cập hại á. Bản này ba đường đều đang đẩy rất ok nha, nó tạo ra khoảng trống cho Maokai. Xong rồi team thì có cặp Maokai với là Tristana. Vận hành thì phần nào đó thì cũng sẽ hơi hơi giống với lại Jay với lại Tristana chút xíu. Nhưng mà khác về mặt chất tướng của Jay với lại Tristana ha. Này chỉ hơi giống thôi. Cắm mắt đẹp tốt, rừng đối phương lộ hình. Maokai để lại mắt thôi. Chưa có tài nguyên để cướp. Anh này mất thế rồi anh em ơi, đối phương sẽ farm. Ui, anh này visible nên lát hết từng con chứ sao đẩy lính. Đẩy lính vô cũng không đai được. Anh muốn vô đai. Oh. Sai đứng hơi cao ha, bị làm mềm ha. Tự nhiên là sai bị hiến máu rồi ta. Chitana di chuyển nửa đường rồi, tại vì pha này con cá sấu nó full máu, Linh không nghĩ là Shizuni với lại Jack có thể đai được, còn tóc biến, còn thần cá sấu. Và tại sao tự nhiên lên chay pha đó cái bị lỗ máu. Nên khúc này xử lý 1-1 thoải mái luôn em. Thậm chí là 1-2 thoải mái luôn. Rồi bây giờ về thế 1-1 nè. Nãy giờ không thấy tham minh Sibel ha. Từ hai phía ha. Rồi đóng băng. Quỳ cái. Chưa quy quy nè. Ok là không đấu tình huống dây thép gai để giành độ quy luôn à. Rằng sứ giả rồi ơi, một lớp giáp trụ cơ, mất đi cũng hơi tiếc. Anh này đờ sai đánh láo nè, chuẩn bị đánh láo nè. À Maokai lộ hình ở đường giữa rồi. Nhưng mà vẫn đánh láo được nha, về chất tướng. Tại pha này nếu mà Jack nhảy lên làm choáng gây sát thương á nè, là đờ sai quay ngược trở lại làm choáng đánh luôn á. Lúc đó là gọi Chitana với lại Maokai lên luôn á. Nó vô cái thế mà con Jack nó sẽ bị đai. Còn bây giờ team đang đánh luôn ở đường giữa. Bot thắng luôn. Sejuni vừa mới về chạy ra đường giữa cái bot đua kêu luôn. À.
canh canh quy ha. Ừ, để dành nộ hả? Không quy hả? Quy dọn lính nè, cắt nè, vẫn bị làm choáng. Ý định là né khỏi tầm làm choáng, sau đó sắt đuổi theo tấn công á, đứt đứt quy ra đam. Đánh điềm tĩnh quá, xử lý vẫn đang rất ok. Bên này đóng băng hả? Bên này đẩy chứ, tại cái thế đang ngon mà. Rồi, đi đâu đây? Cắm mắt bãi đá. Để coi Sejuni bỏ bãi hay là muốn gank top. Quỳ cái. Rồi, đến thời điểm này thường là chúng ta đến thời điểm mà phút thứ 11 anh em thì chúng ta sẽ để ý là coi cái quay top thế lính như thế nào. Nếu mà quay top thế lính ta không quá đẹp á thì cân nhắc cái dịch chuyển. Còn nếu thế lính đẹp á thì cái dịch chuyển của mình dễ sử dụng hơn, nhiều phương án sử dụng. Dịch chuyển lên top cũng được để ép thế, còn không thì xem dịch chuyển cũng được. Thời điểm đó là thời điểm rồng 2 á. Ván này Sahu lấy được trụ đường giữa rồi. Chiêu chiêu lấy trụ đường giữa rồi, 50 giây nữa. Rồi sai bắt đầu binh không? Sắc ba mảnh ha. Bên kia đã sai đồ lớn rồi. Thế này ngon cho đã sai. Đánh chiêu chiêu thoải mái luôn. Sejuni lộ hình ở trên top rồi, đã sai vẫn cắm một con mắt ở đó. Con mắt này nó hơi phòng vệ quá. Con mắt này Linh nghĩ không cần thiết phải cắm ở trong cái bụi đó đâu. Đang hơi an toàn quá. Ừ, quyết định là đóng băng luôn ha. Team ăn xong cái mục tiêu cánh dưới rồi. À, được. Với cái quyết định đóng băng đó thì cái việc mà cắm con mắt ở trong đó tự nhiên là nó ngon. Nãy là tưởng là đẩy xong rồi di chuyển nửa đường đó chứ. Đã sai đánh kiểu dạng chiêu quá ha. Trời ơi. Gì ông nội? Sai đánh theo kiểu dạng Luffy quá ha. Sao bây giờ thấy không thấy cơ miêu sử dụng trong giải ha? Cơ miêu bây giờ nó không có mạnh á. Laning của nó yếu hơn so với những con tướng thông dụng bây giờ. Có một cái đợt ai đánh là ta? Có một cái đợt bên LCK cũng có bích như Morgan đánh phải. Không thắng được. Đánh chống chịu cũng không thắng. Đánh kèo nào cũng bị thua 20 CS đó. Băng trụ luôn. Làm choáng. Kích chiêu cuối lên tạo giáp không nổi. Nhảy về ok. Nát bét. Một tình huống ram lên cánh trên rất hiệu quả của Brom. Quá ngon. Đường dưới thắng cái khoảng trống nhiều quá. Đẩy trích ra xuống kênh dưới. Mid xạ thủ đẩy. Đẩy nhẹ cái lợi thế dành cho Dersai cánh trên. Win lane. Trên top lane bây giờ chắc phải cỡ chừng 1.200. Team có trụ đầu nữa. Đóng băng cái được lính cắm mắt. À, Dersai là một trong những người đầu tiên có cái vị trí cắm mắt ngay cái chỗ này là khi mà tôi coi giải ấy. Là cái cắm mắt ngay cái trước trụ một của phía đối phương nè. Cái vị trí đó cắm mắt nó khá là khéo. Khi mà tôi coi giải thì tôi thấy Dersai cắm theo chỗ đó. Minh Lộc cũng học theo á anh em. Nếu anh em nào mà coi cái thời mà Minh Lộc đánh top thì Minh Lộc cũng học theo Dersai cắm mắt ngay chỗ đó hay.
Nó sẽ giúp cho Rosai có thông tin của rừng, nếu mà rừng găng găng từ lên ra xử lý kèo 1-2, xử lý những cái tình huống của rừng đối phương á. Trời, ván này chiêu quá, cái thành ra 3-0 nhạt nhòa quá. Một phần là bởi vì mid bị ép nhiều nữa. Với lại Jack xử lý pha ba quay đầu của anh em xử lý hơi nhát. Rồi Jack pha đó xử lý hơi nhát. Nếu mà ba quay đầu mà Jack đánh kiểu dạng láo láo hơn nữa. Cái quay đặc biệt là quay thứ ba. Quay thứ ba là bắt đầu là ông Jack này ông nhát rồi. Cười 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 mới cười à, này không có tiếng à, làm choáng thần cá sấu chị hấp huyết à, làm choáng chị hấp huyết. Ôi à, quy đó không có quy nổ, quy thường không đủ nổ, đang farm chiêu chiêu ở đường dưới rồi. Chết, tên này dịch chuyển cái, để coi cái góc dịch chuyển như thế nào. Pha này bên phía của đội 2 bắt buộc phải đánh rồi, bắt buộc phải đánh rồi, không câu được. Bên phía của đội 2 đánh hơi khó, lab này đánh hơi bị out combat trong lab á, out đội hình á, đội hình mở cũng không được, mà họ sát thương thì cũng không muốn thắng. Rồi bên phía của team 2 khó đánh đội hình này lắm. Lần này đi đường thôi, đi đường cố gắng đừng thua, sau đó kiểu như là vô combat thì sẽ dùng cái lượng sát thương hai tuyến sau á, đỏ sát thương thôi. Tại bên kia cũng hay xạ thủ. Ủa lộn, bên kia, ừ bên kia cũng hay xạ thủ, với lại có dàn trắng ngon. Còn bên phía của team 2 thì chắc phải phụ thuộc vô cái cặp Sejuani với lại Zac á, nhưng mà họ không thắng đi được. Rồi đợi sai dịch chuyển vô con mắt ở trong cái bụi cỏ kẹp. Chính xác luôn. Mao Kai R đẹp luôn. Rồi lũi vô lũi Aphelios chứ. Tại vì pha này tưởng tưởng sẽ đánh theo cái kiểu này nè anh em, nguyên team sồ vô đúng không, sồ vô phía bên đây giữ chân được Aphelios nè, xong đờ sai cắt sắt tiếp cận đẩy thêm cái làm choáng nữa, xong rồi phía bên đây team follow theo tốc biến đập cái băng địa chấn nữa, focus vô xạ thủ đối phương luôn. Em muốn đánh nhấp nhả hả? Đâu để tôi coi coi bên kia bị kẹt cái gì, bên kia bị kẹt cái gì. Chắc không vào đủ tầm. Ok, thấy tim là không vào đủ tầm. Bị kẹt phía bên kia rồi, không được không được. Không được, bị kẹt phía bên kia rồi. Nếu không có con mắt đó thì sao? Là sao? Không có con mắt nào. Xử lý vậy ngon rồi nè. Tại phía bên kia tim cũng không follow theo được cái pha này á. Vị trí nó hơi xa, vị trí nó phía bên trái của cái hang rộng lớn, mà yêu cầu team follow theo the side để tấn công Aphelios thì nó lại chắc cũng hơi rướng, nhìn cũng hơi rướng. Và chưa kể là Angel có khả năng mà kiểu dạng tốc biến đẩy cú nữa, hoặc là như thế nào, nên xử lý pha này thì Linh nghĩ là ổn. Đánh chiêu chiêu cứ đánh lên thôi, tạo khoảng trống cho hai xạ thủ gây đam. Ổn, rồi sẽ xử lý pha này ổn. Hai xà thủ cũng đang xanh đó. As 30 chích ra hai sát. Kiểu dạng không cần làm gì nhiều ha, mình cũng chưa thấy là team không cần làm gì nhiều, đi lên thắng xong cứ thế mà triển khai thôi. Xài con Maokai R thôi. Nhẹ nhàng quá, ván này đánh thấy nhẹ nhàng quá. Top thua 3 hơn 30 set. Bất e nè. Rồi chắc không bù Ninh.
Ui, Odin luôn anh em ơi, làm chán rỉa. À, một dịp thôi à, không Odin à, tưởng pha đó để đẩy xong về chứ. Và pha này là sai, không có TP nha, ông Jack thì ủng hộ TP rồi. Trước đó thì ông Jack ông không có TP với ông này, xong rồi ông đẩy ông Jack xuống, ông đẩy Azir của Angel lên. Khó chịu, né cái đúp cắt và sắt, né làm choáng, khó chịu, giữ sắt lại cái skip, giữ sắt, ok quy giật ra, bị trúng cái làm choáng, bị trúng đúp cắt đuổi theo thần cả sấu Odin làm choáng luôn, chị hấp huyết lao vào đánh tay, đánh tay né làm choáng, ép như tốc biến làm choáng, ok cắt tiếp cận không trúng để có thể có sắt và sắt thương là đủ rồi, đúp. Ôi da, trời ơi. Trời ơi. Hơi ngắn, tay hơi ngắn. Được, pha đó VK được, kìm chân được Jack. Như đã nói thì pha này thì Jack có TP. Ây da, Angel TP bot rồi. Giỡn hoài. Không, Angel chạy xuống bot rồi nè, không TP chạy xuống. Vẫn đang tìm góc mở hả? Sẽ rồi. Đờ sai ly chuột lấy thông tin. Ok. Ủa, ăn Baron hai người à? Bắt đầu ăn Baron hai người rồi. Vòng ra đường giữa, lấy cái TP của Zac, ép đánh luôn. Quét mắt trúng đại băng tiễn là tốc biến băng địa chấn vẫn trúng. Aphelios Alcobat. Né làm choáng này da, bị làm choáng nhảy rồi, ăn rồng thôi em ơi, đẩy ra cái dịp ăn rồng thôi, ăn rồng khoảng chừng hai người, ba người còn lại đứng ở đường giữa giữ cự ly. Ok đúng bài ha, giữ cái nhịp giữ cự ly với lại giữ khoảng cách, đứng ba người ở đường giữa phải giữ cái khoảng cách để cho đối phương không có ép giao tranh được anh em, chứ mà ép chết thì cũng hơi căng. Đờ sai cắt và sắt chạy về với team. Đẹp. Có rồng điện. Ô, sắt nhảy vô ông nội. Xong nhảy vô pha đó ông nội. Ôi, anh Trần nhận lỗi đẹp. Rồi về luôn anh em, yếu máu rồi. Ừ, nhảy vô gây CC để cho AD bắn ngược trở lại. Hơi mạo hiểm. Đánh ván kiểu dạng đánh giải, mình có đánh giải thấy một ván nó cũng hơi ngợp ha, nhưng mà ván này khác với ván của phía Jin Dong, anh em biết sao không? Khác chỗ nào không? Ván Jin Dong hai bên chịu BK chịu đột biến, Jin Dong với lại BOG á, họ BK họ tạo đột biến ở thời điểm đầu ác, còn ván này kiểu như là Lenin tự thắng. Ồ, gõ 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 làm cho án cắt sắt chạy, sắt khỏe rồi, sắt hai đồ lớn, thần cá sấu đẩy cái lầm choáng, có đồng hồ. Cái đại, trời ơi, cái đại băng tiễn xong binh vị trí đâu để coi có cái binh vị trí đại băng tiễn à, có là tôi sẽ bắn đại băng tiễn ngay chỗ này, mà thường là Linh sẽ thấy là người ta binh đang tới, đang tới không được à. Không trúng. Ui ui. Ui ơi. Vòng ra kẹp đường giữa luôn em. Có tốc biến, có đồng hồ. Rất tự tin cắm mắt xuống luôn. Pha ke, áp lực pha ke để ăn con Baron ha. Làm choáng được, quy cái không trúng, chạy về.
Ok, có một loại Baron rồi, lăn cầu tuyết cho tới chết. Đánh này chủ yếu lăn cầu tuyết không mà anh em mình sẽ thấy bên phía của Weibo đánh đúng Luffy luôn. Đánh tay bị Angel sẽ bị Angel đẩy tốc biến làm choáng. Quy nộ chỉ hấp huyết quá tốt, có đồng hồ để có thể câu kéo, cắt cũng đã hồi. Đang nhấp nhả, Quy làm choáng tốt, làm choáng nộ luôn. Cắt vào, chỉ hấp huyết sắc ngược trở lại. Ác, hạt thông nổ dí. Rồi, Quy cái chặn đường về e đúp xử lý nhẹ nhàng chiêu chiêu nhưng mà end game. Angel lướt combo hả, tự tin vậy, mid play hả, rồi fail rồi đó. Nãy tôi thấy trên minimap thấy Angel di chuyển một khoảng cách tương đối là xa, chắc là lướt combo WQ. Bỉnh rồi. Đu theo làm choáng. À. Quy cái nè. Ok, chị hấp huyết lên. GG hả? Ok. Chat on rồi. Đánh chiều quá. Là cái đội hình của phía team nip á, kiểu như là đánh cái đội hình của phía team nip á là phải top, phải đánh hay lắm, top phải xử lý cái wave ba phải hay lắm, rồi set ra cái thế đai á. Nói chung top phải gánh Zac, phải gánh với lại con Sejuani á thì mới áp lực, mới dễ chơi, chứ mà kiểu dạng không thắng thì quay trở về với bài toán đỏ sát thương thì khó. Chỉ có mình Sejuani tăng à, nhưng mà Sejuani vô cũng không được, kiểu như khi mà Sejuani nó mở thì cũng không được anh em, mở không được, mở càng chết. Mà tăng thì phải nói sao cho anh em ta, nói sao cho anh em hình dung, kiểu như tăng cũng rất là khó, có mình con Sejuani tăng thì cũng không bằng con Maokai với lại con Rom á, nhìn kiểu dạng phế. Mà cái phương án mà đọ sát thương con Azir với lại con Aphelios, mặc dù con Aphelios sát thương là ok nha, không phải là không có Yuumi nữa, sát thương là ok nha, nhưng mà hai bên kia có khả năng câu kéo giao tranh tốt á. Ví dụ như trong một pha giao tranh đó, con Sejuani nó tăng với lại con Maokai nó tăng với lại con Rum nó tăng thì hai con kia có khả năng rút về được, còn con Sejuani thì Linh không chắc, nhiều khi Linh không chắc không có tốc biến là coi như bệnh đó. Tại vì con Rom nó cũng có hiệu ứng nè, con Ashe nó cũng có hiệu ứng nè, nhìn nó khó lắm, nên bắt buộc cho con rác phải xanh ở ván này thì mới chơi được.